Đây là bể cá của hai bạn Lim Lạc này các bạn này. Đẹp chưa? Có cả hàm nữa luôn. Đẹp nhỉ? Ôi, chào hai bạn Lim Lạc nhá. Ô, hai bạn Lim Lạc có cái hộp kẹo cá à? Ô, thì cho cậu một cái với. Ô, thì sao trong hộp kẹo lại không có kẹo à? Ô, kẹo của hai bạn Lim Lạc đâu hết rồi? Trốn. Kẹo trốn đi hết rồi. Ô, thế bây giờ chúng ta sẽ đi tìm kẹo cho lại vào hộp nhá. Rồi, đi thôi, xem kẹo ở đâu nào. Ô, có cô Trang kìa. Ơ, Lim Lạc ơi, rủ cả cô Trang đi tìm kẹo cá đi. Ê, chúng ta đi tìm kẹo cá nào. Đâu, thấy chưa? Wow, đâu. Wow, ôi, các bạn ơi, kẹo cá lại ở vườn rau này. Ôi. Wow, nhiều thế nhở. Đấy, ôi, trong này có nữa này. Wow, cẩn thận dẫm vào cây nhá, không được dẫm vào cây đâu. Ui, nhiều lắm các bạn ơi. Wow, nhiều nhỉ. Lim Lạc ơi, cho cậu xem hai bạn được nhiều chưa nào. Ui các bạn ơi, bạn Lạc được cũng được khá khá kẹo cá rồi. Bạn Lim nào, bạn Lim cho cậu xem được nhiều kẹo cá chưa nào. Wow, nhiều nhỉ. Rồi đi tìm tiếp thôi. Ui các bạn ơi, ở trên bánh xe có kẹo cá này. Ui nhiều chưa. Wow, đây nữa này. Ui đấy, ở đây nữa này. Ui đây nữa này. Wow, nhiều nhỉ. Lim Lạc ơi, cô Trang ơi, có kẹo cá này. Mau mau ra lấy kẹo cá thôi. Wow, nhiều chưa? Wow, nhiều kẹo cá chưa các bạn ơi? Ôi, Lạc lấy từ từ thôi, cho Lim lấy với. Rồi, đi tìm tiếp thôi. Ui các bạn ơi, trong vòng đu quay cũng có cá này. Ui, nhiều lắm. Ui, có này. Wow, nhiều chưa? Ui, Lim Lạc ơi, vào vòng đu quay bắt cá này. Đây đây, bắt đi. Ôi, nhiều lắm. Wow. Đây. Ôi. Đấy, đây, đây, trên đây nữa này. Ôi. Có không? Ôi. Wow. Nhiều chưa, nhiều chưa? Đấy. Ôi, nhiều nhờ. Đấy. Đấy. Nhiều chưa? Wow, nhiều cá chưa? Wow, các bạn ơi, đây là hai bạn Lim Lạc tìm thấy rất nhiều kẹo cá rồi này. Lim Lạc ơi, bây giờ mình đổ ra mình cùng chơi nào. Nhiều chưa? Wow, rơi cả xuống dưới đất này. Wow, nhiều chưa? Nhặt lên, nhặt lên. Nào, mình xem có những kẹo cá màu gì nào. Được rồi. Nào, nào. Bấy ra, bấy ra. Ui, mê man luôn này các bạn ơi. Không, anh thích màu bắp biển. Anh thích màu bắp biển. Anh thích màu biển. Nhiều nhờ. Wow, các bạn ơi, hai bạn Lim Lạc sau khi săn kẹo cá về đang chơi hạt nở đây này. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đổ hết hạt nở vào trong cái xô nước của mình để tí cho các bạn cá vào bơi nhá. Đấy, có cái hạt nở đấy các bạn này. Đây là của bạn Lạc này. Wow, bạn Lim thì đang đổ hạt nở vào trong như là đổ cá luôn. Đấy, nhiều chưa? Kệ, quả nào vỡ thì thôi. Wow, nhiều nhờ. Lạc ơi, đổ hết vào nào con ơi. Một chậu hạt nở luôn này các bạn ơi. Rồi, bạn Lim một nửa. Rồi, cho cá, cho cá bơi này. Đấy, cá đang bơi này các bạn ơi. Wow. Đẹp chưa? Có những cá màu gì đây? Wow. Đây là bể cá của hai bạn Lim Lạc này các bạn này. Đẹp chưa? Wow. Wow, có cả hàm nữa luôn. Đẹp nhỉ? Đẹp nhỉ? Đẹp quá. Đẹp nhỉ? Có bạn này đang bị chìm này, cho bạn ấy nổi lên. Các bạn ơi, video hai bạn Lim Lạc đi săn kẹo cá đến đây là hết rồi. Lim Lạc ơi, chào tạm biệt các bạn nào. Chào tạm biệt các bạn.
Hẹn gặp các bạn video sau nhá.